xin kính chào quý vị và các bạn hiện nay lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định dầm xiết gió tây trên cao hoạt động mạnh dần lên đêm nay và ngày mai các tỉnh miền bắc chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa ổn định sau suy yếu riêng bắc bộ kết hợp với hoạt động của dầm xiết gió tây trên cao thời tiết các khu vực bắc bộ và thanh hóa có mưa nhỏ rải rác các tỉnh từ nghệ an đến thừa thiên huế có mưa các tỉnh miền nam chịu ảnh hưởng rìa tây của lưỡi áp cao cận nhiệt đới kết hợp với hoạt động của đới gió đông trên cao Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa ở vài nơi, có nơi mưa vừa. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Thưa quý vị và các bạn, chưa được biết đến nhiều như các địa danh khác ở mũi né, song nếu một lần đặt chân đến Thảo Nguyên Hòn Dơm, bạn sẽ bị quyến rũ với vẻ hoang sơ hùng vĩ của cát trắng, biển xanh của những ngọn đồi nhấp nhô khoan xương rồng, hàng dương xanh mát. Thảo Nguyên Hòn Dơm là một địa danh nhỏ thuộc mũi né Bình Thuận mang vẻ đẹp của biển và thảo nguyên hòn sơn mê hoặc du khách với hai vẻ đẹp đối lập đầu tiên là bức tranh hoang sơ tuyệt đẹp của những ngọn núi ôm gọn và bãi biển nơi có những triển cát trắng xóa nước biển xanh biếc và trong veo ngược với vẻ mềm mại của biển là những ngọn đồi phủ xanh cỏ những bãi đá cuội nhiều kích cỡ bụi cây thấp sư rồng gai góc đây cũng là vị trí đắc địa cho những đêm hội trại với ánh lửa bập bùng giọng hát mộc và tiếng guitar thanh mảnh theo mời quý vị theo dõi thời tiết của các vùng du lịch khác trong đất liền và hải đảo vào ngày mai. Tại khu vực phía tây bắc bộ, trời nhiều mây có mưa ở vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Tại điện biên, nhiệt độ thấp nhất là 15 độ, cao nhất là 26 độ, với độ ẩm khoảng 75%. Tại Sapa, nhiệt độ về đêm là 9 độ, còn ban ngày nhiệt độ khoảng 13 độ, với độ ẩm là 85%. Còn tại Tam đảo, thì nhiệt độ là từ 10 cho đến 15 độ với độ ẩm khoảng 100%. Các tỉnh phía đông bắc bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Tại Hà Giang trời nhiều mây có mưa và rét, nhiệt độ thấp nhất là 15 độ và cao nhất là 18 độ với độ ẩm khoảng 90%. Hạ Long có mưa phùn, trời chuyển rét với nhiệt độ trong ngày từ 16 đến 20 độ, độ ẩm là 90%. Còn ở thành phố Hải Phòng, trời nhiều mây, đêm và sáng trời rét và sương mù nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 16 đến 20 độ với độ ẩm là 80%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa ở vài nơi, gió bắc cấp 2, cấp 3. Tại Sầm Sơn, nhiệt độ thấp nhất là 18 độ, cao nhất là 22 độ, với độ ẩm khoảng 90%. Tại khu du lịch Phong Nha, Kẻ Bàng, nhiệt độ phổ biến ở mức từ 20 đến 26 độ, với độ ẩm khoảng 80%. Thành phố Huế, nhiệt độ phổ biến từ 19 đến 25 độ, với độ ẩm là 80%. Thời tiết khu vực Nam Trung Bộ có mưa ở vài nơi, chủ yếu là mưa nhỏ và tiết trời se lạnh. Riêng ở Bà Nà còn có mưa phùn và sương mù trời rét. Tại thành phố Đà Nẵng, nhiệt độ duy trì mức 21 đến 27 độ với độ ẩm khoảng 75%. Phố cổ Hội An nhiệt độ phổ biến khoảng từ 20 cho đến 29 độ với độ ẩm là 75%. Còn ở khu du lịch Cáp Treo Bà Nà, nhiệt độ ban đêm là 13 độ, còn ban ngày nhiệt độ khoảng 22 độ với độ ẩm là 75%. Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận, ngày mai mây thay đổi, có mưa rào ở vài nơi. Riêng ở phía Bắc, đêm nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa với gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Tại Nha Trang, biên độ nhiệt ngày đêm là từ 23 đến 30 độ, với độ ẩm khoảng 65%. Tại khu du lịch Mũi Né, nhiệt độ thấp nhất là 24 độ, cao nhất là 32 độ, với độ ẩm là 55%. Còn ở thành phố Vũng Tàu, nhiệt độ ngày đêm trong khoảng 24 đến 32 độ, độ ẩm là 60%. Các điểm du lịch vùng cao Tây Nguyên ngày mai mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa với gió đông bắc cấp 2 cấp 3 tại Pleiku, nhiệt độ thấp nhất là 15 độ, cao nhất là 28 độ với độ ẩm khoảng 50%. Tại thành phố Buôn Ma Thuật, nhiệt độ dao động từ 19 đến 29 độ, độ ẩm là 55%. Tại Đà Lạt, nhiệt độ duy trì mức 12 đến 24 độ với độ ẩm là 60%. Thời tiết của Nam Bộ ổn định, hầu hết không mưa và có nắng nhẹ, với gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Tại Tây Ninh, nhiệt độ thấp nhất là khoảng 23 độ, cao nhất là 33 độ, độ ẩm là 55%. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ trong ngày từ 23 đến 33 độ, với độ ẩm là 55%. Còn ở khu du lịch rừng U Minh, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 25 đến 32 độ, độ ẩm là 60%. Ngày mai, thời tiết biển ít mưa thuận lợi cho du lịch. Tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và sông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6 giật trên cấp 6 biển động. Nhiệt độ côn đảo phổ biến trong khoảng từ 26 đến 30 độ, với độ ẩm khoảng 70%. Tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông cấp 3 cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất ở Phú Quốc là khoảng 24 độ và cao nhất là 31 độ, độ ẩm khoảng 75%. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết du lịch ngày hôm nay của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.